Mẹ ơi, mẹ yêu ơi, con về rồi này. À, vợ của mình về rồi. Cuối cùng thì vợ yêu cũng về chơi với anh rồi. Mình vui quá. Này, anh là ai vậy? Tại sao lại nhận tôi là vợ? Tôi đã kết hôn đâu. Hơn nữa, anh cũng đâu phải là bạn trai của tôi. Không ai chịu chơi với mình, đến cả vợ cũng không chơi cùng mình. Thế mà ai anh nói dối, bảo là có vợ vui lắm, toàn lừa mình thôi. Cô Dương về đấy à? Chị, anh chàng trẻ con kia là ai đấy mà sao cứ nhận em là vợ, bảo em muốn hết hồn luôn ấy. À, đây là con trai của bạn thân của bà chủ đấy. Ngày trước cũng đẹp trai, giỏi giang lắm. Nhưng mà sau một lần ốm thì khờ khạo như vậy đấy. Vậy bác sĩ bảo sao ạ? Mà sao cậu ấy cứ nhận em là vợ, làm ngại muốn chết đi được. Bác sĩ bảo là đây là tâm bệnh rồi, phải tìm được một người ở bên cạnh chăm sóc giống như là một người vợ ấy thì mới đỡ được. Với lại cái việc gọi là vợ là do bà chủ đấy. Bà chủ suốt ngày lấy album ảnh của cô ra, rồi bà chủ bảo là phải gọi là vợ, như thế thì mới có người chơi cùng. Thế nên là cậu ấy gọi như vậy đấy. Thế tại sao anh ta lại ở đây ạ? À, nghe nói là cái cô bạn của bà chủ ấy đi công tác, thế nên là không muốn giúp việc chăm sóc con mình, thế là gửi qua đây cho yên tâm mà. Nhưng mà mẹ em đâu? Em có báo với mẹ là hôm nay em về nhà rồi, dù không cần mẹ ra sân bay đón, nhưng mà em gọi mãi chẳng thấy đâu cả. Còn gái rượu về mà chẳng chào đón gì. Rồi ạ, bà chủ đi công tác mất rồi, chắc là chưa kịp báo với cô đấy thôi. Thôi, cô đi vào nhà đi. Dạ. Vậy bây giờ em thành bảo mẫu cho người này à? Vợ ơi, anh xin phép lên phòng trước nhé, đến giờ nghe chuyện tranh rồi. Cậu điều tra ngay cho tôi tất cả thông tin về hai người mà tôi vừa gửi qua mail cho cậu đấy. Càng nhanh càng tốt nhé. Vâng, em xác nhận thực hiện và sẽ báo lại sếp sớm nhất ạ. Anh Toàn, anh ngủ chưa? Em mang sữa lên cho anh này. Wow, có sữa uống à? Có vợ đúng là thích. Từ xưa đến giờ chẳng ai pha sữa cho anh cả. Vợ là người đầu tiên đấy. Cô chủ ơi, cô đang định đi đâu ạ? À, dạ vâng. Em định ra sân bay để đón bạn trai và bạn thân của em. Em vốn dĩ muốn giới thiệu anh ấy với cả mẹ. Vậy mà bà ấy đi công tác đột xuất, chẳng nói gì với em cả. Chả biết làm nào bây giờ nhỉ? Có chuyện gì vậy chị? Có gì thì chị cứ nói ra, xem nào em có giúp được không? Cô này, chả là cậu Toàn ở trên kia đang bị sốt cao quá, mà tôi thì phải chạy ra ngoài mua thuốc. Cậu ở nhà thì chưa được ăn gì, bây giờ tôi mà đi thì cũng chẳng có ai để trông cậu ấy giúp tôi. Cô... Thôi được rồi, để em ở nhà trông anh ấy, rồi cho anh ấy ăn luôn cho. Nhưng mà cô chủ còn phải đi mà. Công việc của em tự có cách sắp xếp được, chị yên tâm đi. Được rồi,
Thế cảm ơn cô chủ nhiều ạ. Tôi đi. Alo anh à, em có chút việc đột xuất nên là không ra sân bay đón anh được rồi. Anh và Lan cứ đi theo cái địa chỉ mà em gửi nhá. Đến căn hộ mà em đã gửi cho anh ấy. Vợ, hôm nay vợ định đi đâu chơi à? Vợ trang điểm xinh lắm, nhìn cứ như công chúa vậy. Vợ không định cho anh đi cùng à? Nào thôi, anh ăn cháo đi. Anh đang ốm đấy, ăn đi còn uống thuốc. Không biết đâu. Vợ định đi đâu chơi một mình, vợ không định cho anh đi cùng à? Mà vợ đi đâu trang điểm xinh vậy? Em không đi đâu cả, em ở nhà chơi với anh. Ăn ngoan nhá, khi nào anh khỏe thì em sẽ cho anh đi công viên chơi được chưa? Anh thấy không? Cô ta không đón tiếp chúng ta một cách sang trọng, rồi còn cho ở trong căn phòng nhỏ tí một cái lỗ mũi này nữa. Thôi, được rồi, để anh gọi điện nói chuyện với cô ta cho ra nhẽ. Alo, ai tìm vợ đấy? Alo, xin hỏi đây có phải số của cô Dương không ạ? Đúng rồi, đợi một chút. Vợ ơi, có ai gọi điện tìm vợ này? Vợ ơi, nhanh lên không, người ta này phải đợi. Con này, hóa ra đã có gia đình từ trước. Da mặt nó cũng dày thật, dám giấu mình chuyện đã có gia đình để quen biết mình. Được lắm, tôi sẽ cho cô biết tay. Thế anh tính thế nào? Dùng bài cũ hay là cách mới? Nếu không cướp được quyền thừa kế từ cô ta thì chúng ta sẽ gài bẫy cướp tiền. Số tiền ấy đủ cho hai chúng ta sống sung sướng hết phần đời còn lại. Ôi, không biết là hôm nay cơn gió nào ấy lại đưa hai người vào bếp trổ tài nấu ăn thế này. Hôm nay chắc là có một bữa no nê rồi đấy. Có gì đâu, vì để cảm ơn em đã cho chị và anh Đức có cơ hội tới Việt Nam. Gốc gác của tụi mình cả mà. Hai người vừa làm gì vậy? Tỉnh rồi à? Vậy thì bọn tôi lật bài ngửa với cô luôn nhé. Đây là giấy vay nợ 20 tỷ đã có dấu điểm chỉ của cô. Có nghĩa là bây giờ cô đang vay nợ bọn tôi 20 tỷ với lãi suất 100 triệu đồng một ngày. Các người, hóa ra từ trước đến nay hai người đã cấu kết để lừa gạt tôi. Không, tôi nhất định không để cho các người lấy được số tiền này đâu. Các người đúng là đồ cặn bã. Tôi đối xử với hai người đâu có tệ chứ? Không tệ á? Cô thử xem lại mình xem. Cô không đón bọn tôi, xong rồi còn cho bọn tôi ở trong căn nhà bé tí bằng cái lỗ mũi này nữa. Với lại 20 tỷ đồng, tôi nói thật là nó chẳng đáng là bao so với gia tài kếch xù của gia đình cô. Một đồng các người cũng không thể lấy được từ tôi đâu. Ồ, vậy à? Ok, để tôi thử xem giá cổ phiếu của tập đoàn Dương Châu sẽ ra sao nếu như những thông tin này, những cái thông tin mà cô vay nợ bọn tôi bị dò dỉ ra bên ngoài sẽ như thế nào. Không được, các người không được làm vậy. Tôi nhất định sẽ không cho hai người được tòa anh Huệ đâu. Đồ khốn nạn.
đúng là ngu mới tin tưởng hai người. Để bây giờ lâm vào cái cảnh này. Bây giờ cô biết thì quá muộn rồi. Gọi cho mẹ cô nhanh lên. Nhanh. Có chết tôi cũng không gọi. Tôi sẽ không để cho hai người có một đồng nào từ tôi đâu. Tôi ngu như thế là quá đủ rồi. Cô thì ra không chỉ mình tôi là nạn nhân của hai người mà còn rất nhiều người nữa. Các người đúng là coi thường pháp luật rồi. Vốn dĩ là tao đã định tha cho bọn mày một con đường sống rồi, nhưng có vẻ như là chúng mày muốn ăn cơm tù hơn thì phải. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Yên tâm đi, tất cả những bằng chứng này đã được gửi lên cơ quan công an rồi. Dương, bây giờ anh đưa em về. Còn hai người này đã có pháp luật xử lý rồi. Sao nào? Em muốn hỏi anh gì à? Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nhà em và cứu em? Khi nào về tới nhà, anh sẽ nói cho em biết nhá. Em mà không nhận ra anh thì anh sẽ buồn lắm đấy. Anh Toàn, câu trả lời của em đâu? Anh bảo là về nhà sẽ cho em xem mà. Vậy mà từ nãy đến giờ ấy, em chỉ thấy anh quanh quẩn thôi. Anh là... Anh chính là kẹo mút. Có thật không? Anh cầm tí vật định tình sang đây để tìm lại cô bé mít ướt năm 4 tuổi ở công viên năm đó. Nhưng mà anh ngờ một điều, em đã có bạn trai rồi. Làm anh thất vọng lắm đấy nhé. Vì vậy mà... Đúng vậy. Gần một tháng qua, anh đã phải đóng vai một chàng trai khờ khạo và ngốc nghếch. Anh đã tính là sẽ chấp nhận và chúc phúc cho em rồi. Nhưng mà khi biết Đức và Lan làm những chuyện như vậy, anh không thể nào làm ngơ được nữa. Cảm ơn anh vì đã luôn âm thầm bảo vệ em. Em đấy, làm cho anh lo lắng quá nhiều, em biết không? Anh Toàn, ra đây mà xem này. Hai đối tượng Lan và Đức bị kết án 15 năm cho hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Những tài sản hiện có của hai đối tượng này đều được trả lại phần nào cho những người bị hại. Em sao đấy? Em không sao. Em chỉ cảm thấy thật là may mắn khi có anh bên cạnh. Và thật biết ơn cái duyên khi mà được gặp anh. Nếu như mà em thấy biết ơn ấy, thì dùng tấm thân của em bù đắp cho anh đi. Ok. Xong đánh anh.